Trên trang cá nhân, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Nguyễn Tấn Anh đã đăng tải hình ảnh gặp gỡ huấn luyện viên Kiati sắc Một số thành viên quan trọng khác của Hoàng Anh Gia Lai góp mặt, gồm có huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, bác sĩ Đồng Xuân Lâm, huấn luyện viên thủ môn Trần Quốc Việt. Vợ huấn luyện viên Kiati sắc cũng có mặt. Theo đó, Kiati sắc đã lái xe đến nơi đóng quân của Hoàng Anh Gia Lai và thăm hỏi tất cả thành viên đội bóng phố núi. cô Thái cho thấy được sự thân thiện bằng những cái ôm và bắt tay mọi người. Đây là hình ảnh đẹp của Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai. Trong thời gian qua, một số tin đồn xuất hiện là huấn luyện viên Kiatisak có thể tái hợp Hoàng Anh Gia La Voi vai trò giám đốc kỹ thuật. Nhưng Bầu Đức cho biết mọi việc vẫn chưa có gì. Do đó, mọi thứ có thể chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Thời làm cầu thủ, Kiatisak có hai chức vô địch V, league cùng đội bóng của Bầu Đức. Cuối năm 2020, huấn luyện viên Kiatisak được Bầu Đức đưa trở lại Việt Nam để dẫn dắt câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Kia Sắc tạo ra dấu ấn lớn và suýt giúp Hoàng Anh Gia Lai vô địch V. league 2021. Đội bóng của Bầu Đức đang xếp cao nhất thì giải đấu bị dừng. Trước vô địch hụt này là một trong những kỷ niệm khó quên của huấn luyện viên Kia Sắc và lứa công phượng. Cuộc tái duyên của Kia Sắc và Hoàng Anh Gia Lai kéo dài đến đầu năm 2024 thì chia tay. Zico Thái Sang dẫn dắt câu lạc bộ công an Hà Nội với tham vọng vô địch V mọi thứ không suôn sẻ nên Kia Ti Sắc trở lại Thái Lan vào ngày 14 tháng 5. Như South Star đã thông tin, Hoàng Anh Gia Lai đang có chuyến tập huấn 2 tuần tại Thái Lan. Đội bóng của Bầu Đức đã thắng 2 trận giao hữu. Ở trận đầu tiên, Hoàng Anh Gia LAIDA đánh bại câu lạc bộ Pram Bangkok với tỷ số 3, một câu lạc bộ bộ Hoàng Anh Gia Lai thắng 2 một trước câu lạc bộ Toko cướp tầm United ở trận giao hữu tháng 2. Chiều nay, 18 tháng 8, câu lạc bộ hoàng anh gia lai sẽ gặp câu lạc bộ nunthaburi united ở trận giao hữu thứ ba tại thái lan